Fit. Công nghệ massage mới bằng con lăn thông minh như bàn tay massage chuyên nghiệp. Đó chính là ghế massage Takusa 918H mới nhất, được độc quyền phân phối bởi điện máy Hoàng Long. Ghế massage Takusa 918H đẹp, tinh tế, sang trọng, ấn tượng với nhiều ưu điểm vượt trội từ chức năng. Hoạt động massage theo hình chữ S cùng với các chức năng như đấm, vỗ, miết, ấn. Takusa có kiểu dáng màu sắc tao nhã, bắt mắt và hấp dẫn. Cấu tạo bên trong tuyệt vời bởi quá trình nghiên cứu tỉ mỉ từ các chuyên gia hàng đầu từ Mỹ và Nhật Bản. Ghế được làm từ chất liệu da simili bền đẹp, màu sắc tao nhã, động cơ êm ái bền bỉ, không phát ra tiếng ồn. Remote điều chỉnh đơn giản và dễ dàng với nhiều chương trình massage mang lại hiệu quả cao. Để đặt hàng, liên hệ tổng đài 1900 7118 để được tư vấn chi tiết và nhận ngay nhiều khuyến mãi ưu đãi. Takusa 918H còn nổi bật với tư thế massage không trọng lực theo tư thế của các phi hành gia vũ trụ NASA. Ở tư thế này sẽ mang đến cho bạn cảm giác thật thư thái, lơ lửng như đang ở trên không trung, giúp cho máu lưu thông từ các bộ phận về tim tốt hơn, giúp cho bạn sảng khoái, tỉnh táo và thư giãn tối đa. Massage không trọng lực còn giúp tiết kiệm không gian tối đa nhờ cảm biến vị trí tự động lùi tường, đảm bảo cách tường 5 cm. Khoảng cách trượt tự động của ghế là 22 cm, giúp xoa bóp thư giãn toàn bộ phần chân và mu bàn chân. Hệ thống con lăn massage phần gan bàn chân giúp rây, ấn, massage điểm huyệt và thư giãn tại các vị trí huyệt đạo ở lòng bàn chân. Ngoài ra còn được trang bị bi lăn massage tăng cường hiệu quả massage, giúp hoạt động hiệu quả. Công nghệ con lăn hình chữ S của ghế massage Takusa 918H cho phép massage từ đầu tới hết phần mông. Liệu pháp sưởi ấm giúp sưởi ấm toàn bộ phần lưng, kích thích lưu thông tuần hoàn máu cho cơ thể thư giãn tối đa. Hệ thống tối khí với cường độ và áp lực có thể điều chỉnh với 3 mức độ, giúp thư giãn cơ bắp toàn bộ phần tay, bắp chân, mu bàn chân, hông và bắp đùi. Hệ thống con lăn hình chữ S với khả năng mở rộng về phía trước 6,5 cm, giúp massage sâu hơn, đúng điểm hơn, đập tan cơn đau nhức mỏi lưng, thắt lưng, lòng bàn chân. Massage bấm huyệt nhờ con lăn có gắn cảm biến hồng ngoại giúp tác động chính xác vào các huyệt đạo trên cơ thể, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, tăng cường sức khỏe, thư giãn tối đa. Với ghế massage Takusa 918H, ai cũng có thể massage, nhẹ nhàng massage xua tan mệt mỏi căng thẳng, xứng đáng góp mặt phục vụ chăm sóc cho gia đình bạn. Takusa 918H thích hợp cho cả người lớn tuổi, trẻ nhỏ, nội trợ và cả những người có vấn đề về xương khớp. Bạn muốn mua Takusa 918H thì hãy nhanh tay đặt hàng ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi giảm giá. Sản phẩm cam kết giao hàng tận nhà, miễn phí trên toàn quốc, bảo hành 2 năm, bảo trì trọn đời. Nhanh tay lên nào!